Cùng ngày, Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên đến thăm, động viên, tặng quà cán bộ, giáo viên và học sinh trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Quy Kỳ, huyện Định Hóa. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn ngành đánh giá cao công tác chuẩn bị cho năm học mới của các trường, đồng thời đề nghị cán bộ, giáo viên các trường phát huy truyền thống dạy tốt, học tốt, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Nhân dịp này, đoàn đã tặng sách giáo khoa cho thư viện các trường, tặng gạo cho bếp ăn của trường mầm non Quy Kỳ và 10 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Kỳ. Tổng trị giá quà tặng là trên 18 triệu đồng.